A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2021. Con xin hồi hướng cái công đức này của dì dì Lê Thị Kiệt. Pháp danh là Nhuận Giác, số nhà là 103 Hàng Hải Nguyên, phường 2, quận 11. Tổng cộng ở đây là 143 ký gạo này. Con xin chuyển đến cho bếp ăn của chị Dung ở bên quận 8 á, để nấu cơm hàng ngày cho bệnh viện và những người cơ nhở, cho người ta ăn. Con xin hồi hướng công đức này cho dì hai, Lê Thị Kiệt, pháp danh là Nhuận Giác, được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tiêu hết nghiệp chướng và biết quay đầu về sám hối để làm lành lánh dữ. A Di Đà Phật, Mô Phật.